Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi một nơi. Khu vực này là một khu vực bìa rừng nằm trong địa phận Đắk Nông. Nói đến Đắk Nông, không thể không biết đến Đắk Nông là một nơi có địa hình đồi núi, cũng hay còn biết đến là một rừng phía nam của Việt Nam. Nằm trên cao nguyên Đắk Lắk, Đắk Nông với diện tích rộng lớn, đa dạng sinh thái. Rừng ở đây rất phong phú về các loài cây, động vật, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và khám phá. Các loài cây phổ biến ở trong khu rừng Đắk Nông rất nhiều, các loại cây gỗ và thảm thực vật khác nhau tạo nên một mật độ cây rất dày đặc. Tầng thực vật dưới rễ rất phong phú với nhiều loài dược phẩm tại đây. Khi du khách có thể đến đây tận hưởng không khí trong lành và cảm nhận được sự bình yên của thiên nhiên. Đa dạng về động vật cũng là một thế mạnh của cánh rừng Đắk Nông, với nhiều loài chim quý, động vật hoang dã, hiếm và các loại động vật quen thuộc như khỉ, sóc, gấu, báo, hươu và được bảo vệ cẩn thận. Với những giá trị độc đáo này, rừng Đắk Nông còn là một điểm đến lý tưởng cho các nhà nghiên cứu, cũng còn là điểm đến lý tưởng thơ mộng khi đến vùng đất này. Hôm nay là ngày cuối tuần, mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cùng mình sau một buổi đi câu cá vào ngày cuối tuần mọi người nhé. Nhớ là đem rác về vứt nha. Yeah. Mấy đứa bây, về cả. Bây giờ chú trả lời ngay nhớ nha. Ok. Yeah. Cứ kêu chị gái nhắn tin cho chú là chú trả lời nhá. Yeah. Thời tiết ở đây rất là nắng mọi người ơi. Xung quanh này thì toàn là rừng thôi. Thấy mấy cái cây rừng cỏ thì mọc um tùm, không biết đường nào mà lần nữa. À. 18. Ừ. Cái này là 10. Là bao nhiêu? 28, cái này 15. 28 với 15 bao nhiêu? 28 với 15 là được 4 4 4 4 3 mấy à? 3 4. Không, 3 7. 3 mấy? 3 mấy? 3 mấy? 28 với 15 mà ba. 28. Cả nhà có thể thấy được là Cần Thủ đã lên được cá rồi nhá mọi người. Tuyệt vời nhá mọi người. Tuyệt vời đúng không? Một em cá rất là to nha. Hello mọi người nha. Hiện tại thì hôm nay là chủ nhật cuối tuần và anh em mình hôm nay có một buổi giao lưu, cũng như là sẽ đi vô khu vực Đắk Nông để câu cá nha mọi người. Thì bọn mình đang trên đường đi. Đường ở đây thì đang làm nên là rất là bụi nha mọi người. Mọi người có thể thấy được là thời tiết cũng như là cái đường đất phía trước thì đang được làm, nên là buổi trưa thì ở đây kèm với lại gió cũng thời tiết nắng nên là sẽ rất là bụi nha mọi người. Hello cả nhà nha. Tại thì bây giờ bọn mình đang ở trong cái một cái đường mòn dẫn đi vô rừng. Nay bọn mình đi săn cá lóc ở trong biên giới bạn ạ. Mọi người thấy đường này. Càng ngày thì lối đi càng vô sâu mọi người ơi. Thời tiết ở đây rất là nắng mọi người ơi. Xung quanh này thì toàn là rừng thôi. Thấy mấy cái cây rừng cỏ thì mọc um tùm, không biết đường nào mà lần nữa. Bây giờ thì tụi mình sẽ tiếp tục di chuyển ha. Đây mọi người có thể thấy được cái con đường này. Rất là quanh co luôn nha mọi người. Đây kia rồi, cá lóc kia. Đây. Em nhìn tìm mốt. Đây kia, ra chỉ. Đây. Ở đó phải là cầm gì nữa.
Đó cũng rêu sao chứ. Dạ, anh nhìn đèn mà. Rêu rêu. Anh nhìn đèn, anh cho A vào đấy cho mong chạy không? Bây giờ. Ba hai con có xài đấy, mày đi xin muối đi. Đây mọi người, hiện tại thì mọi người thấy là mình đang đi bơi nhưng mà gặp mấy đứa nhóc nó đang bơi ở bên này nha. Và đang nhờ mấy đứa em lấy xoài non này. Nó còn bơi về cho bên này ngon đấy nhỉ. Kêu kêu chị là tối vào kênh YouTube của anh like. À, YouTube à? Dạ. Nhá. Được không? Mùa á? Không có. Ừ. Mà uống dở rồi, cho còn một chai nguyên thôi. Còn uống mía ở đây, giờ đi mua trái khác cho. Bây giờ bốn trái à? Mà giờ có muối không? Này. Em ăn tự nhiên đi em, chả mấy khi mà đến nhà anh Quang chơi em hiểu không? Bạn đi đây. Chào. Ừ. Nhà chị gái sao nói nghe coi. Đây cho mỗi thằng hai cái. Anh tiếc quá anh, chị anh đi lấy chồng rồi. Này. Ừ. Hai gái, đây nước ơi. Tao lấy chồng rồi. Chị Hằng. Ừ. Uống chung nha. Chị tên gì? Chị tên gì? Chị Hằng lấy chồng anh Thắng. Ừ. Về bảo chị là vào YouTube thằng Mabu kêu là chú Quang hỏi thăm nhá. Sao bảo nghe thằng nào ở trên này? À mấy người. Ông mấy cái gì được hả? Thế đi ba thằng đi một xe á? Dạ. Không. Ai đi một xe? Lên dốc hả? Một xe thằng nào kia? Không phải. Xe nhà lên dốc lên đẩy cho ăn ít muối. Anh ăn lấy muối chẳng với ớt được rồi. Cái là rồi. Hả? Thằng Mabu. Thành Mabu. Ừ. Anh vào lít em một cái. Lít em tên là Thành Quang. À, Phúc anh. Thành Phúc á? Bọn em học lớp mấy rồi? Em học lớp 5. Lớp 3 mà có Thành Phúc rồi. Thằng anh lớp 3 rồi. Lớp 3 mà có Thành Phúc rồi. Thế hả? Thế đã có điều chưa? Chưa. À. Đây nha mọi người nhá. Này. Mình thân điên này có quả xe đạp này. Quay anh làm YouTube á? Đúng rồi. Anh là bay vô kênh rồi. Ừ? Anh được bay vô kênh rồi. Kênh. Tối lên là thấy em ở trên đấy. Anh ơi, em đừng chơi, chơi. Đây bây giờ chúng ta sẽ theo chân nghệ sĩ nhân dân đi câu cá. Đây mọi người có thể thấy được là cái vị trí mình đang đứng đây là nó rất là mát luôn. Ở đây thì có mấy cái hồ rất là lớn luôn ha. Một cái rừng tràm rất là lớn, rất là to luôn. Cái này cá lắp nhiều nhú. Cũng không nhớ đâu. Đó là chú ạ. Ừ. Chú đi làm về à? Ừ, đi câu mà. Đây mọi người có thể thấy được là cái khu vực mình đang đứng đây là rất là mát luôn ha. Cây tràm rồi tất cả mọi thứ ở đây rất là mát luôn nha. Cái này thì nó giống như mấy cái hồ U Minh đó anh Cường nhỉ? Đây mọi người có thể thấy là một cần phổ đến từ thị trấn Kiến Đức hả? Anh phải quăng gần bờ, em nghĩ nó ở gần bờ. Có mắc cây không anh? Thank you.
Đây mọi người, thì bây giờ mình sẽ di chuyển qua khu vực phía bên này ha. Diện tích hồ ở đây thì rất là rộng luôn. Nhìn chung thì mọi người thấy cây cối và hồ nước ở đây thì có một cái màu nước trong suốt rất là đẹp. Khi mà mọi người nhìn từ trên cao thì chúng ta có thể nhìn thấy đáy hồ cũng như các sinh vật và các gốc cây ở dưới nước ha. Nếu mà hồ có nhiều cây xanh và hoa thì sẽ tạo nên một khung cảnh rất là đẹp và lãng mạn nha. Mặt hồ thì khi thời tiết lên đẹp thì sẽ phản chiếu rất là tuyệt đẹp, tạo ra một cái không gian xanh cũng như là tạo ra bức tranh tự nhiên rất là đẹp mắt. Và cảm giác khi mà mọi người đến đây thì được đắm mình trong một bầu không khí yên tĩnh cũng như là một cái không khí trong lành khi mà ngắm nhìn cái hồ nước tuyệt đẹp, giúp mà mọi người khi cuối tuần sẽ cảm thấy thư giãn và tinh thần sảng khoái. Có được con nào không chú? Đây. Không, còn các con thôi. Kìa. Mấy cái lồng này có khi nào có cá to không chú? Không á, có cá nhỏ thôi. À, thì có con nào nó kích hết đâu nữa. À vậy nó kích á. Ừ, kích hết đâu. Đây có cá con thôi. Mùa này thì trên Đắk Nông thì là mùa xoài non nha mọi người. Xoài thì được mọc rải rác từng khu nha. Thì bây giờ bọn mình sẽ thưởng thức món xoài non chấm muối, cũng như là một cái món độc lạ. Và khi mọi người thưởng thức thì cảm giác chua chua ngọt ngọt thì sẽ ngon hơn với xoài chín nha mọi người. Nè, cắn đi. Mình gặp nó không? Mình có nói gì không? Nói gì đâu. Mình gặp nó không? À, gặp bồ nó. U ghê rồi. Mới học lớp, mới học lớp mấy rồi mà có bồ. Bố không, gặp bố nó. À bố. Cái muối á, xoài ăn đúng giòn luôn nha. Ừ. Nó không như xoài bán ở ngoài mình. Chua. Ừ. Giòn mà không cay. Cái đường giòn mà không chua. Ừ. Vừa ăn. Ừ. Cái hột này ăn đắng. Nhà có làm gì không? Nhà có làm gì ở đây không? À, nhà em thì có cái tôn xanh à. Nhà có chị gái không? Đã có. Ừ, nhà tôn nhiều. Trong rồi. Thì anh đi xuống dưới là thấy một cái qua cái nhà rồi à, anh á. Bao giờ bọn anh về? Ừ? Bao giờ bọn anh về? Có thể già mời các anh không? Sao vậy? Vì tình thương mến thương nhau. Bạn em nó đúng là nó định mời là đi vào trong tháp ăn nướng là. Khi nào bọn anh vào đây có dịp ra ngoài kia đá bóng không? Ui giời, nếu đá bóng em phải hỏi anh này biệt danh là Quang Neymar. chuyên tổ chức tất cả các giải đấu từ lớn đến nhỏ. Ông bầu show của đá bóng đấy. Bọn em mà em nhìn cái cơ bắp của anh ấy là biết là anh ấy là người biết chơi rồi. Em thấy chưa? Gọi em thấy chưa? chơi này cũng bắt chen ghê vậy anh cho em giày ba sọc vi ca đi. Bố mẹ mày cho mày đi bơi không? Có cho đi không? Được. Bố mẹ mày cho đi bơi ba hàng nhóc nhóc này mà đi xuống trận một cái đập sâu này bơi gì? Đâu làm gì có sâu, chỗ sâu nhất mới tới đây à? Không sao mày dám bơi? Chú này dám bơi chắc. Chú lại mẹ sâu này có khi ngập cho người lớn luôn đấy. Biết bơi là bơi chuẩn mày rồi. Bữa trước bố em bảo là chỗ này 100 mét mấy. Quá thật chưa? Không làm gì có 100 mét, 100 mét gì ra không? Tầm 100 mét mà thấy không nhớ nữa, không nhớ. Ba tạch có lùa đấy chưa? Nhá. Ba tạch chưa? Dạ rồi. Tạch hả? Dạ. Mấy người? À, 2-3 người.
có cái phao câu rồi kia kìa. Người ta câu kiểu này, cái vàng phát dây hổ không biết bơi. Đây là mấy cậu nhóc mà lúc nãy tụi mình vào đây câu cá thì có gặp mấy cậu bơi nha mọi người. Và khu vực quanh đây thì mấy cậu nhóc này là thổ địa nên là tụi mình đã đưa tiền cho các cậu nhóc để mua thêm đồ để cho các em có thể ăn nha mọi người. Tại vì lúc mình vô cũng vội nên cũng chưa có chuẩn bị đồ gì được nhiều nha. Đâu để chuẩn bán đây, tiền thừa đây, cầm theo luôn để... Rồi, do sao? À. 18. Cái này là 10. Là bao nhiêu? 28, cái này 15. 28 với 15 bao nhiêu? 28 với 15 là được 4 mấy à? 3 4. Không, 3 3. 3 mấy? 3 mấy? 3 mấy? 28 với 15 mà 33. 28. 15. 28 với 15 mà 33. 5.8 bao nhiêu? 5.8. Cái gì? 43. Học lớp 5 rồi gì mà. Đây, cái này là 50 ngàn. Rồi, ok. Rồi, thích uống cái gì uống đi. Ăn đi, ăn đi. Nè. Đâu, nè. Nhưng mà cái này sau đừng có mua nhá. Ăn nhiều không tốt đâu. Dạ. Cái này nó cũ lắm rồi. Cái này bữa trước em ăn thì đau bụng thôi rồi. À. Thái luôn. Ừ, vừa nãy nó mua một đống cái này luôn này. Ừ. Nhưng mà ta làm gì có sao đó. Ta làm okay, cái thích thì ăn đi. Rồi ăn rồi uống rồi. Ăn uống xong là dọn đẹp cho sạch sẽ rồi mới về. Dạ. Được không? Được rồi. Cái này đừng bóc lại đây, ăn bóc cho. À đúng rồi, phải bóc lại. Sao mà đi lâu đấy? Đi. Rồi cái ngập cái lần nữa hả? Đó là quyết định rồi nhá, là quyết định gả chị gái cho ăn qua rồi nhá. Sao mà tên nick quên nhớ rồi nhỉ? Nhớ. Ừ, sao lại? Thành gì nhỉ? Thành Mập. Rồi, không quên, không nhớ tên lại chết rồi. Mapu. Ơ sao lại không đặt tên là Abu? Abu đi. Thành Mapu. Sao không đặt tên là Thành Abu luôn đi? Thôi chị tên người ta. Ai, sau này mà ăn thì phải bỏ rác vô rồi vứt ra cho nó chỗ nào nó ấy tí. Dạ. Và mang về vứt thành rác vẫn được. Biết là gọi là người ta gọi là gì không? Là giữ gì vệ sinh sạch sẽ. Rồi gì nữa? Bảo vệ môi trường. Bây giờ như thế này. Dạ. Vứt vào đây. Ba đứa. Dạ. Đọc cho anh cái năm điều bác Hồ dạy. Không, đọc phải đọc từ đầu. Năm điều bác Hồ dạy sao? Hai, một, yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Hai, học tập tốt, lao động tốt. Ba, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Bốn, vệ sinh là tốt. Năm, thì ổn thật là tính giả. Đúng rồi, giỏi. Nó đọc gì? Đây là... Thế bây giờ chú bảo điều thứ nhất là yêu tổ quốc, yêu đồng bào đúng không? Đúng không? Thế các cháu yêu tổ quốc, yêu đồng bào không? Ừ. Thế ở đồng bà mà thằng này cứ suốt ngày đánh nhau mà. Này ăn trộm con kỳ nhông của đứa kia cơ. Con gái như con trai bè ơi. Con gái như gái nhá. Gái kêu mà gái kêu mà mang về luôn. Đây là phải ăn hết mới cho về nha. Dạ. Ăn được hết không? Nước rồi mang về nhưng mà bánh nó phải ăn hết mới được về. Hay là muốn mang về nhà ăn? Thì ăn thì bố mẹ chịu cho hết. Ừ. Thì ăn đi. Ăn hết mới được về. Cứ không mời ăn hết ai ăn? Mấy đồ mấy con gái dạ. Ừ, toàn chơi con gái không? Con gái. Ừ. Con trai với chưa? Thế bây giờ chú hỏi nhá. Dạ. Cháu tên là... Bảo. Bảo. Dạ. Bảo có người yêu chưa? Chưa. Hai đứa. Không, không. Chắc. Hai. Con không nhá. Anh này mày cũng có con Đan nha. Rồi. Thế là một đứa là tên Trâm, một đứa tên Đan. Ngày cũng đồng điệu với cháu à? Đồng điệu. À, thằng đồng điệu với cháu à? Thế là nghĩa là hai thằng yêu một đứa. Dạ. Ừ. Cũng biết đồng điệu đấy. Thế hai thằng yêu một đứa mà lại đi bơi chung với nhau. Dạ. Bạn thân. Thằng này tuy mới giới nhưng mà vẫn là bạn thân. Ừ. Thế vẫn chia sẻ hả? Dạ. Vẫn chia sẻ đúng không? Dạ. Do thầy bảo. Dạ. Khi nào đi đã thịt bò ngập bên đất à, ngập bên kiến bóng ăn đồ chùa lắm. Ừ. Lấy ở nhà cái ao ở nhà ấy đầy cá luôn tại vì thả. Thế là chú nhà cô cháu ấy, cháu có kia ao mẹ
toàn cá lóc không. Ghê vậy. Biết sao không? Cá lóc cứ bơi săn nha, bắn được mấy chơi ừ. Chơi câu câu trời mưa ấy. Được hai lưỡi. Ủa, vừa thả xuống á, vắt ăn được hai con luôn. Thế là ngày rốt vãi. Lúc kia vừa đặt cần cho nó, vừa đưa nó phát nó mang về phát bị lứt cần luôn. Nó bảo ăn. Bây giờ anh bảo này. Đã chốt rồi mà bây giờ cứ gả chị gái, gọi chị gái ra đây. Gọi chị gái ra đây. Ơ chỉ có thằng này chốt thôi vì chứ em chưa chốt tại vì chị mới lớp 9 là ba không cho yêu sớm. À, chị mới lớp 9 ba không cho yêu sớm á. Chị tên gì? Chị tên Ngọc. Chị tên Ngọc á? Cô tên là Hà xinh lắm. À. À đúng rồi, cô Hà. Cô Hà đến lớp mình. Cô Hà xinh lắm, cô lớp trắng hả? Cô yêu cô Đào không? Không phải cô Kha. Cô khác không phải cô lâm đây cái bịt kia đây để vớt cô đây. Còn cô Trâm mới là xinh. Cô Trâm này vừa xinh còn vừa hiền nữa rồi. Thế á? Cô giáo như mẹ hiền. Dạ. Chắc không? Dạ biết chưa? Cô Trâm á. Không phải cô Trâm mà cô gì nhỉ? Cô Thủy. Không, cô Thủy. Này là có chị gái đúng không? Có mấy chị? Hai chị. Bây giờ cháu đi làm. Không quan trọng, bây giờ là cháu có đồng ý gả chị gái cho cái chú áo vàng kia không? Thì chú hỏi chị đấy thì cháu biết chứ. Không, bây giờ cháu có đồng ý, cháu có thích không? Thích gả cho chú áo vàng kia không? Thích. Thích đúng không? Thế lên bắt tay chú áo vàng cái. Hỏi chú tên gì? Chú tên Quang. Chú tên Quang. Nhìn thấy chú này rực rỡ. Về là bảo chị gái là kết bạn với lại... nghệ sĩ radio chú Đình Quang Mobile chứ nha. Dạ. Ok chưa? Cháu đang nè. Áo đỏ nhắc lại chú nghe là về bảo với chị sao? Nhắc lại chú nghe em nào. Không, bây giờ cháu phải nói lại chứ, nói lại để chú ghi vào đây chứ. Lỡ qua tuần chú vô rồi lúc đấy cháu lại bảo ô cháu có nói gì đâu sao? Giờ nói lại đi, không là tính. Đúng rồi. Nói giờ nói lại sao nãy bắt tay nãy nãy ông bây giờ nói lại nói ơ bữa trước làm gì có lỗi gì thế nãy bắt tay với chú áo vàng nói sao giờ nói lại nghe con à. Nói nó chuẩn vào no là đi quên hả? Nói nó đúng rồi báo gì rồi nói lại đi nói lại đi chú nghe em nào nói sao nói lại nhắc lại nè nó chuẩn nè nuốt đi rồi nói nào nuốt xong nãy giờ rồi xong bây giờ trời ơi, tí say luôn đó. Sao? Nói lại nghe con nào. Sao nhà chị gái bảo là em có một anh trai tên là Quang. Rồi bảo anh trai sao nhà chị nói là tầm 20 tuổi. Rồi bảo chị lấy chồng. Rồi chị đấy 21 tuổi sao? Thì thôi, rồi. Yeah. Vẫn được lấy chồng mà. Ôi, cái gì? Anh chị kia chồng 20, chị kia 24. Anh này nói tầm ba mấy giờ xuống là được rồi. Ba mấy là đã. Bay. Như thanh niên K8 lái chị K3. Cần thiết là mình bắt tay của chú áo vàng đưa tay chị kia luôn. Mới bắt tay rồi mà giờ lại quên à? Mới bắt tay xong. Mới nói gì nhắc lại chú nghe nè. Sao sao? Nói làm sao? Sang nhà chị rồi nói là em cũng quen một anh này về làm chồng. Là anh biết tên là gì? Tên là Quang. Đúng rồi. Tên là gì? Quang. Con chú đó. Nhớ là đem rác về vứt nha. Dạ. Mấy đứa về cả. Bây giờ cho nhắn tin là chú trả lời ngay bây giờ nhá. Ok. Cứ kêu chị gái nhắn tin cho chú là chú trả lời nhá. À thế à. Sau một hồi trò chuyện và ăn uống cũng như là trêu các cậu nhóc thì bây giờ mình sẽ tiếp tục series đi câu cá nha mọi người. Đây nhá cả nhà ơi. Cả nhà có thể thấy được là Cần Thủ đã lên được cá rồi nhá mọi người. Tuyệt vời nhá mọi người. Tuyệt vời đúng không? Một em cá rất là to nha. Hả? Đây này. Đây. Đây một đống đó mày. Wow. Ui giời. Wow.
thủy quái, thủy quái, thủy quái. Thủy quái tại rừng U Minh. Tuyệt vời. Ai ăn ăn kia đâu? Về à? Bông vào đây đi, sao mày đẹp lắm? Thì có một sen kìa. Hả? Anh em một con. Hả? Không có cho anh con chuột này. Ôi, em có được rồi. Em đây. Chuột này em có vào đây. Chuột này em nhóc ra. Chị chứ chuột, chuột đi lửng em nhiều lắm. Thank you, thank you. Chuột lửng em nhiều lắm. Con đấy ngon, con đấy xịn đấy. Lưỡi độ của ta. Con này cũng xịn nhưng mà... Chú bảo này. Thả cái quang nhá. Dạ, cho anh hồ xuống. Ừ. Mấy người mà lại ấy đi. Về chuột cầm okay, rất nhiều. Chị đi cái đường ra. Cảm ơn nhá. Vâng ạ. Cái đường ra rồi đấy gì? Biết rồi. Mình vào trong xem. Bữa nào, có lấy số thì bữa nào có số. Rồi rồi ok bạn, tới bạn nhắn cho mình cái số để nào mình vào mình đi câu tiếp. Mọi người thấy bạn Quang của tôi nhá. Vừa sau một cái chuyến hành trình khi mà trò chuyện với các em nhỏ hả? Bây giờ thì tụi mình sẽ di chuyển qua vị trí bên này. Chú ơi, được thêm em cá nào chưa chú? Còn cá con à. Thế á? Còn cá con. À, chú tạo hồ lại mấy hồ này toàn hồ tự nhiên hả chú? Ừ, hồ tự nhiên mà. À đủ. Hay nhỉ? Sen tự nhiên luôn hả chú? Không, chen sen này người ta trồng. Đấy, mọi người thấy là cái ở đây thì toàn hồ sen tự nhiên luôn. Không có nhà. Đây. Cái này có khi anh phải có cái đồ đào lên á. Ừ chứ nhổ tay làm sao được, anh nó bứt cái ngồng liền. Người ta lấy ngó lấy đồ người ta cũng nhổ vậy á. Sâu chứ, nó như một cái bồng, như một cái như kiểu một cái rễ bèo á. Mẹ đéo xịt lấy. Tí nước vào rửa cá mọi người thấy là cái hành trình mà đi săn cá ở rừng U Minh thấy nó rực rỡ không? Thấy đó mọi người. Thì bây giờ tụi mình sẽ tiếp tục. Mồi, một con mồi nổi, một con mồi lửng, một con cá. À, con cá này là mồi lửng là câu để dành như thế nào anh? Mồi lửng là câu chỗ nước nó đục mà nó ít trong. À, mình đánh mồi chìm nó ăn chứ mồi lửng. À, có con thích ăn lửng, con thích ăn chìm. Ừ, còn cái con này đánh chỗ nước trong. À, nước trong. Còn ví dụ con rong rêu thì đánh kiểu rong rêu hả? Rong rêu là đánh con nổi. À, con nổi với con lửng chống vướng. À, nó có bị mắc vào gốc cây hay vào cành không? Thôi này đỡ mắm rồi. Được rồi. Quá tuyệt vời đúng không? Nhưng mà nhiều khi cứ đam mê câu cá này em nghe bảo nhiều khi kiểu như câu mà lấy cảm giác phải không anh? Đúng rồi. Bộ môn trời đầy này. Em thấy người như con trâu này. Nhưng mà mệt nhưng mà vui đúng không? Đúng rồi. Để em chơi câu, em cơm thấy cái cảnh mặt cá nó dí theo con mồi của em nó vui lắm. Con cá nó chạy theo con chuột của em. Cảm giác có đã đúng không? Để nó táp. Ừ. Cái xong cái mình kéo lên nó táp được, nó quay đầu lại. Ừ. Cái mình lại kéo tiếp. Ừ. Kéo nó táp cái âm một phát là mình giật thôi. Nó sướng hơn cái cảnh giác ngồi câu đài. Ừ. Câu đài trắng. Ngồi câu đài thì phải giết thời gian nhiều. Hôm qua anh câu đài đến 12 giờ đêm mới về. Ui. Anh câu từ lúc 7 giờ tối. Xong đến 12 giờ đêm mới về. Về nằm quay lại tới 1 giờ. Ừ.
Ui đây có cái cây gì nó đẹp cho này, hoa này này. Đúng không? Nhìn hay nhỉ. Cái này là cây sim rừng này. À cây sim rừng à? À không cái cây. À. Cái này là đéo phải sim rừng. Cây quỷ cái gì ấy không biết. Nhưng mà nhìn nó hay nhỉ. Đây này cái kiểu cây lá đẹp nha. Ừ, rất đẹp luôn nha. Nó cái đẹp hay có độc. Bạn đứng từ xa đi. Đẹp hay có độc lắm. Là thường thường trong rừng là cây đẹp là cây có độc. Phụ nữ đẹp nó còn có độc nha. Người ta bảo là phụ nữ như những con đường càng cong càng nguy hiểm. Mọi người thấy anh Cường vừa chia sẻ cho mọi người thấy không? Đi vào trong rừng là không chỉ những cái cây mà phụ nữ đẹp là cũng có độc nha mọi người. Đường càng cong càng nguy hiểm. Anh thấy đường nào cua nhiều càng nguy hiểm đúng không? Chính xác. Con gái mà càng cong càng nguy hiểm nữa. Chính xác. Đấy lắm. Đường cong lại càng lắc léo đúng không? Đúng rồi. Thôi. Bên này cái chim rừng bên này. Đây này. Và bây giờ hiện tại thì thời tiết cũng đã về chiều thì tụi mình sẽ di chuyển về lại nhà. Thì hẹn mọi người vào những clip sau. Cảm ơn những cậu nhóc cũng đã chia sẻ cũng như là trò chuyện với anh trong cuộc hành trình này nhé. Và bây giờ mọi người cùng ngắm lại cảnh quan nơi đây. Cảm ơn mọi người và những người đồng hành đã theo dõi mình trong thời gian qua. Mọi người nhớ đăng ký, subscribe, ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.